tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, bàn tay của chủ nhân có vận mệnh, tài phú và sự nghiệp thành công. Bất kỳ ai đều khát vọng có được sự giàu sang phú quý và công thành danh toại trong cuộc sống. Liệu rằng đó có phải là sự ngẫu nhiên hay do sắp đặt từ trước cửa sổ số mệnh đã định không? Trên thực tế, mỗi người đều sở hữu một bàn tay cùng với những đường chỉ tay không hề giống nhau. Từng đặc điểm trên đôi bàn tay ấy đều tiết lộ một phần về vận mệnh cùng chất lượng về cuộc sống sau này của bạn. Liệu rằng đôi bàn tay bạn đang sở hữu có phải là khuôn mẫu lý tưởng ai cũng phải ghen tị hay không? Hãy cùng Kiến Thức Tử Vi khám phá điều thú vị này nhé. Một là các gò trên lòng bàn tay đều nổi cao và đầy đặn. Trên lòng bàn tay luôn có 4 gò nằm ở phía dưới của các ngón tay, gồm gò mộc tinh, gò thổ tinh, gò thái dương và gò thủy tinh. Nếu bạn may mắn sở hữu lòng bàn tay lõm xuống trong khi 4 gò nổi cao đầy đặn, đó là dấu hiệu của những con người có tầm nhìn xa và trông rộng, trí tuệ hơn người và có khả năng đảm đương những trọng trách lớn và thành công trong sự nghiệp là điều hiển nhiên. Hai là màu sắc của lòng bàn tay. Nếu lòng bàn tay da rẻ hồng hào và mượt mà cho thấy chủ nhân là người có phúc khí, thân thể khỏe mạnh. Người xưa có câu khí sắc tốt thì tài vận mới tốt. Điều đó chứng tỏ những buồn phiền trong cuộc sống cũng như trong công việc không khiến họ phải phiền lòng. Hơn thế nữa, da rẻ mượt mà không phải là mệnh lao động vất vả, đó là dấu hiệu của mệnh lao động bằng trí óc. Tất nhiên về cuộc sống của những người như vậy sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nhiều. Ba là các ngón tay cân đối. Trên thực tế, các ngón tay và vận mệnh tài phú có quan hệ vô cùng khăng khít với nhau. Chỉ cần nhìn vào các ngón tay cũng nhận ra được nhiều thông tin về tiền bạc. Nếu có các ngón tay chụm lại không bị hở, cho thấy họ là những con người giỏi trong việc quản lý về tiền bạc, biết cách kiếm tiền và chi tiêu sao cho hợp lý. Và họ luôn hành động có kế hoạch, không tùy tiện và biết nhìn xa trông rộng. Trái lại, những người có các ngón tay không cân đối, chụm lại tạo ra nhiều khe hở thì cuộc sống trở nên chắc chắn sẽ khó khăn hơn. 4 là chỉ tay sắc nét. Thông thường về đường chỉ tay rõ nét hay mờ nhạt, ngay ngắn hay lộn xộn, nó quyết định rất nhiều đến vận mệnh của chủ nhân. Về đường chỉ tay trên lòng bàn tay đa phần thể hiện trình độ, trí tuệ và khả năng đối ứng với trong tình trạng và tình cảm cuộc sống cá nhân. Người có chỉ tay rõ nét đa phần là người thông minh và có tính rất logic và luôn rõ ràng trong mọi công việc. Họ có khả năng cân bằng mọi thứ trong công việc, tình cảm và trong cuộc sống. Chính vì thế họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao cho những trọng trách cao cả hơn. Người đó là những người rất dễ giàu sang phú quý đến với họ như một lẽ tự nhiên. 5 là bàn tay có xuất hiện chữ M. Chữ M xuất hiện trên lòng bàn tay là sự kết hợp giữa các đường tâm đạo, trí đạo, số mệnh và sinh đạo. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực về nhân tướng học cho rằng số lượng người có chỉ tay như thế này rất hiếm. Đó là dấu hiệu nhận biết những nhà lãnh đạo tuyệt vời và sự nghiệp thành công rực rỡ. Bên cạnh những tài năng thiên bẩm mà họ may mắn được sở hữu, họ còn luôn được quý nhân phù trợ. Về những nhân vật điển hình này có được bàn tay quý tướng đó, nếu bạn may mắn được sở hữu một chữ M trên lòng bàn tay, bạn có quyền tự hào về nó và rất nhiều sự may mắn sẽ đến với bạn, và bạn phải phát huy những đặc điểm mạnh để đạt được những thành công cho dự kiến sắp tới. Về phần 2 là tìm nghề phù hợp qua dấu hiệu trên bàn tay. Dựa theo nghiên cứu phong thủy, cách nhận biết tương lai qua bàn tay cần phải dựa vào các nguyên lý về ngũ hành như kim, mộc, thủy, thỏa, thổ. Theo nhân tướng học, bàn tay có mối quan hệ trực tiếp với bộ não cũng như cơ thể và tâm hồn con người. Vì vậy, dựa vào đường chỉ tay và các biểu tượng trong lòng bàn tay, bạn có thể nhận biết và thay đổi về sự nghiệp cũng như điềm báo về thành công hay thất bại trong tương lai.
Dựa theo nghiên cứu phong thủy, cách nhận biết tương lai qua bàn tay cần dựa vào các nguyên lý ngũ hành như kim mộc thủy thỏa thổ. Một là lòng bàn tay mỏng. Nếu bạn sở hữu một bàn tay mảnh mai và lòng bàn tay mỏng, bạn sẽ có cơ hội phát triển về năng lực bản thân thông qua các ngành nghề có liên quan đến mệnh thủy. Đó là có thể những công việc trong lĩnh vực về tài chính, ngân hàng, dịch vụ hoặc hàng hóa, xuất nhập khẩu hoặc làm người kinh doanh, bảo hiểm về vận chuyển thương mại. Hai là lòng bàn tay hình vuông. Nếu bạn có lòng bàn tay hình vuông và dày dặn, tốt nhất bạn nên chọn một công việc có liên quan đến ngành nghề mang yếu tố về thổ. Đó có thể là công việc như kiến trúc hoặc xây dựng, hoặc về bên bất động sản, về những công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng như kinh doanh hoặc sản xuất xi măng, gạch, đá, nền, cũng giúp người sở hữu bàn tay này phát huy năng lực của mình và đạt được những thành tích tốt nhất trong công việc. Ba là lòng bàn tay thô ráp. Những người có công việc liên quan đến yếu tố hỏa sẽ phù hợp với người sở hữu lòng bàn tay thô ráp. Đó có thể là công việc như kinh doanh nhà hàng hay công việc liên quan đến lĩnh vực giải trí như diễn xuất, kinh doanh quảng cáo. Bên cạnh đó, loại hình công việc có liên quan đến ngành nghề như công nghiệp thực phẩm hoặc điện tử cũng rất phù hợp với những người mang bàn tay như thế này. 4 là lòng bàn tay thon và gọn. Những người sở hữu lòng bàn tay thon gọn sẽ làm tốt những công việc có liên quan đến yếu tố mộc. Đó là những công việc như làm vườn, kinh doanh, đồ gỗ, xuất bản hoặc dệt may viết lách. Lòng bàn tay thon vốn mang mệnh hỏa, vì thế khi kết hợp với những công việc mang tính mộc sẽ phát huy được hiệu quả cao và mang đến nhiều thành quả cho bạn. 5 là lòng bàn tay dày dặn. Nếu sở hữu một lòng bàn tay dày dặn và nhiều thịt, bạn nên làm những công việc có liên quan đến yếu tố kim. Đó có thể là những công việc liên quan đến máy tính hoặc linh kiện điện tử, kỹ thuật hay thiết bị công nghệ cao. Bên cạnh đó, bạn cũng có tiềm năng phát triển về công nghệ thông tin, pháp lý, khai thác mỏ hay công nghệ ô tô. Làm việc trong môi trường nhà máy cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Về phần 3 là nét tướng tay của người giàu sang phú quý may mắn cả đời. 1 là lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi. Những người có lòng bàn tay đầy đặn thường có đường tài vận hưng thịnh về sau này. Dù trong công việc hay cuộc sống thì họ luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người này có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của mình. Người có đặc điểm tay này rất dễ giàu có. 2 là tay giống như củ gừng khô. Một số người giải thích rằng những người có bàn tay khô héo giống như củ gừng khô ắt có tướng phú quý thịnh vượng. Nếu nam giới có tay như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực và sự nghiệp không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, dám mạo hiểm, thích hợp cho đầu tư và kinh doanh, có thể bắt đầu từ tay trắng mặc dù có những khe hở ở ngón tay cái và ngón tay trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí của bạn. 3 là đường cổ cồn trắng, gồm hai đường vòng song song nằm vắt ngang qua phần bắp thịt. Đây là dấu hiệu của người có tố chất lãnh đạo và tài năng xuất chúng, thường đứng đầu trong nhiều lĩnh vực và khó lòng chịu thua kém ai. Họ là những người dễ đạt được thành công trong cuộc sống nhờ tài năng, kiên trì và nỗ lực của mình. 4 là những ngón tay dài, toàn bộ bàn tay trông mảnh mai, dài và thon. Những người này về mặt tài vận thường không bao giờ phải làm việc nặng nhọc, lao động về chân tay. Họ thường làm những công việc có mức thu nhập cao và những nghề nghiệp nhẹ nhàng thoải mái. Đồng thời họ thích chi tiêu và tận hưởng của về cuộc sống. 5 là thông thường người ta chỉ có một đường trí tuệ trong lòng bàn tay, nhưng nếu ai may mắn sở hữu hai đường gọi là đường song trí thì đó là thiên tài bẩm sinh về trí thông minh hơn người. Việc gì họ cũng giỏi hơn người khác và thành công nhanh hơn người khác. Vấn đề duy nhất của họ là sự tập trung. 6 là nếu một người mà nắm tới 3 đường sinh mệnh trong lòng bàn tay gọi là đường sủng ái.
thì cuộc đời của người đó luôn nhận được sự yêu mến, giúp đỡ hết mình từ người khác và có một cuộc sống và công việc của họ luôn gặp được quý nhân phù trợ nên thuận lợi đủ đường về đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang. Có điều họ thường gặp khó khăn trong công việc tự mình đưa ra những quyết định. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.